Truyền thông Việt Nam có thể coi là đang ở trong những ngày bận rộn nhất kể từ đầu năm 2019 cho tới nay. Không khí này càng được thể hiện rõ hơn tại Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ hội nghị thượng đỉnh. Gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp. Điều này cho thấy sức hút của hai nhà lãnh đạo là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lớn như thế nào. Ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay. Anh Hideki Yoshiura, phóng viên tờ Nhật báo Shinbun đã có mặt tại Hà Nội nhiều ngày nay cho biết. Hôm nay, anh cùng đồng nghiệp có mặt từ sớm tại Trung tâm Báo chí Quốc tế để truyền nhiều tin bài về Nhật Bản. Ngoài truyền tin bài, anh còn có nhiệm vụ cập nhật hành trình và thời gian đến Hà Nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho các đồng nghiệp ở nhà. Mặc dù có ít thời gian chuẩn bị hơn hội nghị ở Singapore, nhưng chúng tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam. Trung tâm báo chí có cơ sở vật chất rất tốt, chúng tôi được hỗ trợ thông tin ở đây, đường truyền Internet hoạt động rất hiệu quả. Nhiều hãng thông tấn và trang tin nước ngoài có văn phòng tại Hà Nội vẫn tăng cường thêm phóng viên cho sự kiện này. Vì thế mà hôm nay, số lượng phóng viên quốc tế có mặt tác nghiệp tại đây đã đông hơn một vài ngày trước. Ngoài ra, sự kiện có sự kiểm soát chặt chẽ về an ninh và hạn chế thông tin nên nhiều phóng viên đã tập trung ở trung tâm báo chí để chờ đợi thông tin chính thức từ ban tổ chức và làm các bản tin trực tiếp. Chúng tôi vừa đến Hà Nội ngày hôm qua, tôi đã kịp đi quanh Hà Nội, tôi thấy Việt Nam chuẩn bị rất tốt cho hội nghị lần này. Và hôm nay có mặt ở đây thì tôi lại càng ấn tượng hơn về công tác chuẩn bị của Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã kịp gửi tin bài về hãng tin của chúng tôi. Để tạo thuận lợi tốt cho các phóng viên quốc tế và trong nước tác nghiệp, ngoài việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đường truyền Internet, Trung tâm Báo chí Quốc tế cũng đã chuẩn bị các bữa ăn miễn phí cho phóng viên, khu nhà ăn phục vụ các đồ ăn truyền thống của Việt Nam. Tôi thích đồ ăn ở đây, đặc biệt là cà phê Việt Nam rất ngon, các dịch vụ ở đây cũng rất tốt, tôi thấy rất tiện lợi. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đã có gần 3.000 phóng viên đăng ký tham gia tác nghiệp tại hội nghị lần này. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là ba nước có số lượng phóng viên đến Việt Nam nhiều nhất, trong đó có những đại diện của các hãng tin, đài truyền hình lớn như KBS, NHK, Yonhap. Trung tâm báo chí quốc tế sẽ mở cửa 24/24 đến hết ngày 1 tháng 3.